Đầu tiên là mọi người sẽ bỏ hai cái viên pin đại vào cho đồng hồ nó sẽ chạy tự do vậy nè. Đây là đồng hồ radio nên nó sẽ quay vòng vòng vậy, nó đang kiểu như nó đang tiếp nhận sóng radio mọi người. Ở bên Nhật thì nó sẽ không cần phải chỉnh, nó tự động cập nhật giờ đúng luôn. Còn bên Việt Nam mình nó xa cái cột sóng quá nên nó phải mình phải chỉnh thủ công nha. Mọi người cứ để cho nó chạy tự do như vậy khoảng tầm chắc cũng phải tầm 10 phút á. Khi nào nó đứng lại, ba cái kim nó đứng lại rồi mình mới chỉnh tiếp nha. Mình sẽ tua nhanh nha mọi người. Mọi người quay tầm 50 phút nó sẽ đứng lại, ba cái kim nó đứng ngay số 12 luôn nha. Rồi mọi người để im nha. Để im tầm 50 phút nữa rồi mới chỉnh tiếp nha. Chờ chút nữa. Khi kim dây nó chạy bình thường thì mọi người sẽ ấn cái nút này nè. Ấn nó một cái cho cái kim dây nó tới số 12 này rồi xong mình mới bắt đầu chỉnh giờ tiếp nha. Mình ấn giữ cái nút thứ hai này nè. Mấy giờ hiện tại? Đó, ví dụ như là bây giờ là mấy giờ? 12:50. Ví dụ như mình chỉnh 1:30 đi mọi người. 1:30 thì mình thả tay ra nha. Thả tay ra sau đó mình sẽ ấn cái nút đầu tiên này một cái nữa. Đó, ấn đầu tiên một cái nó mới chạy bình thường nha.